Quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong cách và cuộc sống. Chương trình được phát sóng trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 vào lúc 10:30 sáng Chủ nhật hàng tuần và phát lại vào lúc 16:20 thứ ba tuần kế tiếp trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi dạ tiệc tri ân cuộc thi nhan sắc Miss Golden World Beauty Pageant và đồng thời cũng là dịp Golden World LLC ra mắt Golden Global Law Group, văn phòng đại diện tại Việt Nam. Đến tham dự có rất nhiều doanh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế. Cuộc thi Miss Golden World Beauty Pageant 2018 vừa qua đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng giới truyền thông, bởi đây không chỉ là cuộc thi tìm kiếm nhan sắc, mà còn là cuộc thi tìm kiếm những người đẹp trí tuệ và có tấm lòng hướng đến các hoạt động thiện nguyện cộng đồng. Trong đêm chung kết, người đẹp Para Jacqueline đến từ Philippines đã xuất sắc vượt qua rất nhiều những gương mặt triển vọng đến từ các nước trên thế giới để giành lấy vương miện cao nhất của cuộc thi. Hôm nay tôi rất là vui vì đến đây chung vui với các bạn là những người doanh nhân, những người đẹp, những hoa hậu và rất nhiều những quý vị khách quý khác trong chương trình tri ân của công ty tổ chức về người đẹp, sắc đẹp hoa hậu Miss Golden World. Chúng tôi hôm nay đến đây với mục đích là một buổi tiệc tri ân cho tập đoàn Golden World và giới thiệu đến quý vị các cô hoa hậu đã được đăng quang trong cuộc thi vừa rồi của Miss Golden World 2018. Và sau khi khai trương văn phòng tại Sài Gòn thì chúng tôi sẽ có một cuộc thi Miss Golden Sea và tháng 9 sẽ có một cuộc thi Miss Golden World tại California. Thì rất mong các bạn tại Việt Nam sẽ tham gia vào hai cuộc thi này tháng 6 tại New York và tháng 9 tại California. So, being crowned as Miss Golden World 2018, I feel very pretty much overwhelmed about everything. But at the same time, I'm truly honored to be crowned as one queen of Miss Golden World, not only because of my own benefit, but also because of what Miss Golden World is really about. Miss Golden World really tries to reach out and contribute to the community, which what every pageantry is really about. I get to reach out to the people and share my experiences after this mission that there's nothing that feels better than just really touching people's lives. And I feel like I could have regret not coming here in Vietnam if I never came here. So that would be all. Thank you. Trước đó, Hoa hậu Para Jacqueline đã có chuyến tham gia chương trình từ thiện Trái tim Việt tại Phan Thiết, Bình Thuận. Dịp này, tập đoàn Golden World LLC cũng ra mắt tất cả khách mời Golden Global Law Group tại văn phòng đại diện chuyên về lĩnh vực làm hồ sơ di trú đầu tiên tại Việt Nam. Hy vọng sẽ mang đến cho khách hàng sự uy tín, tin tưởng và chuyên nghiệp